trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ngày hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu là cập nhật kịp tiến độ mà mấy anh em thợ làm tới đâu rồi cô bác. Vừa rồi thì các anh thợ cũng có điện cho cháu Lực nói rằng là hôm nay thì các anh sẽ phải nghỉ sớm hơn một chút. 3 giờ thì các anh cũng đã nghỉ rồi. Anh công việc của các anh đi xuống là đi xuống cái nhà là giúp đỡ cho cái nhà hàng xóm làm tân gia gì đấy cô bác ạ. Cho nên là các anh sẽ nghỉ sớm một hôm. Đây vừa rồi thì em xử cúng ở nhà là dọn dẹp xung quanh nhà để cho bớt cái phần vỏ bao ni lông lại. Hôm nay thì ở nhà dọn hết xung quanh nhà luôn à? Vâng. Vừa dọn xong à? Vâng. Cái gạch kia thì có khi là anh nghĩ là để đây không được đâu. Anh em mình phải vận chuyển đi vào để trong nhà đi nhá. Vâng. Bê hết tất cả gạch này nhá. Vâng. Vừa rồi đốt đấy có cháy to không đấy? Có ấy. Có cháy to à? Vâng. Đây, em xử thì hôm nay em ở nhà là dọn dẹp hết xung quanh nhà đây này cô bác này. Đây, công việc của anh em thợ là sáng nay mà lúc mà cháu Lực chưa có lên ấy cô bác thì các anh thợ hoàn có nghĩa gọi là cái phần công trình phụ là dần hoàn thiện rồi cô bác này. Bây giờ thì cái bếp lò chỉ cần xây thêm một chút nữa thì là cũng ổn và ok rồi. Và bức tường hai bên vách thì có khi là bây giờ theo như cháu Lực nhìn thấy là hai bên thì đã xây là ok rồi các bác. Và ngày mai công việc của các anh lên thì các anh sẽ là hoàn thiện thêm cái phần nhà vệ sinh lên này các bác này. Còn là phía trong nhà vệ sinh thì sẽ làm mà một cái bàn ăn ở ra góc bên này các bác nhé. Một cái bàn ăn với lại cái bồn mà rửa bát. Hôm nọ thì cháu Lực cũng có đọc được một số bình luận và một số ý kiến khán giả mà gọi điện cho cháu Lực nói rằng là mình nên để cái phần cái bếp lò này đi vào trong đằng sau nhà kia các bác. Nếu mà bây giờ để vào đằng sau nhà thì phần bếp lò nó đã thòi ra rồi, thành ra là mấy nữa làm không được cái ránh, cho nên là cháu Lực sẽ không có làm ở phần đằng sau nhà, cho nên là quyết định là làm ở ra phần bên ngoài thôi. Hiện tại là cái phần sân, cái khoảng sân của nhà ba ông cháu ở phần phía bên này thì độ gần 2 mét thôi các bác. Và cái sân chính thì ở phía bên kia rồi. Phải nói là sân của nhà em Sử thì ở đây thì cháu Lực cũng phải nói là thành thật hơn một chút. Cái phần sân thì nó sẽ hơi hẹp một chút các bác. Nhưng mà nếu mà nhà ba ông cháu mà dùng kè đá mà kè từ được ở dưới kia lên thì cái khoảng là phần sân thì sẽ rất là rộng rồi. Thế còn là bây giờ số gạch đá còn lại với lại thêm cái phần là cắt xay nữa thì mấy nữa mình sẽ dùng để trộn để làm lán nền cô bác ạ. Cái gạch này là gạch nó hoàn toàn là thuộc dạng nó không hoàn toàn là màu trắng hoàn toàn đâu cô bác, nó hơi kiểu là trắng sứa sứa một chút cô bác ạ. Để mấy nữa úp cái tường ở nhà vệ sinh. Cái thì sẽ để ở trong nhà vài hộp và vài hộp còn lại thì sẽ xếp ở ra tầm độ góc bên này một chút này các bác này.
còn là cái gạch mà ốp ở phần nền nhà với lại phần phòng ngủ đấy các bác này, thì nó không phải là hoàn toàn là nó màu đỏ hẳn đâu, nó sẽ màu hơi sạm sạm là màu đỏ đỏ một chút các bác, nó sẽ kèm theo là một chút màu, một pha một chút màu trắng này, xong lại cộng thêm một chút màu đỏ so le với nhau. Đừng có để chồng với nhau cao quá nhá. Vâng. Sợ nó vỡ đấy. Xem nào, anh xem ra bên này có để được không? Chứ không là mình để gọn gọn sang bên này xong là mình để phủ bạt lên cũng được em ạ. Vâng. Ở bên kia thì xem là những cái gạch nào mà mình phủ bạt lên ấy. Vâng. Cái này thì mình phủ bạt lên. À bây giờ thôi. Để mình lấy xếp ra bên này để em này. Vâng. Xong là lấy bạt phủ lên, phủ hoàn toàn thế này này. Tại vì vừa rồi chúng tôi cũng nghĩ lại rồi các bác, mình để ra bên kia nhiều quá thì sợ là đến lúc mà mình để đổ nền ấy thì mình lại vận chuyển đi cho ra chỗ khác. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là một cái màu như này này các bác này. Đấy, ở bên trong thì nó sẽ cũng có cái một cái viền mà một ô mà trong đó cũng có chút hoa văn nữa. Vừa rồi đốt ở xung quanh nhà luôn à? Vâng. À anh thấy dưới kia cũng có một cái chỗ mà đang cháy này. Cháy hết rồi đấy. Hôm nay ông đi đâu rồi Sử? Ông ở nhà ạ. Ông ở nhà à? Vâng. Con em Hải? Hải Trang Châu ạ. Hải Trang Châu à? Vâng. Hải hôm nay không đi học à? Hôm nay buổi sáng đi thôi ạ. Học buổi sáng đấy à? Vâng. Vô ơi. Đâu thằng gái? Ôi à. Cho anh đi với. Gạch này nếu mà mấy bạn trẻ mấy em mà ở nhà chú mà lên ấy thì bảo đừng bảo là giẫm lên trên nhá. Vâng. Sợ là nó bị hỏng á. Vâng. Nó bị gáy lắm ấy. Ôi.
Không cái kẹp tay đâu à? Rút cả tay luôn à? Hải chân trâu ở dưới kia à? Vâng. Còn mấy hộp nữa nhỉ? Vâng. Rơ mai gì? Rơ mai đấy. Ồ. Có mít à? Ồ. Ồ, cái nền mai nào á? Răng đi nào cầu cho mà cầu đây chứ mình. Hả? Răng này thiếu cầu cho mà cầu đây. Rơi. Cái này à? Mà như có thay nền nào này. Ồ, vậy thay mà ra? Ừ, thay à. Ồ, ồ, ồ. Ông thì vừa. Đi ra. Ồ. Ồ. Nó sẽ bắt đầu hóa cái vấn đề nha. Bắt đầu. Nó thay lên nào nè. Thay lên nào. Ồ. Ồ. Thay lên nào. Thay lên nào. Ồ. Ông thì hôm qua vừa kể cho Lực rằng là dọn dẹp xung quanh nhà này của bác này. Ừ. Gạch gạch bên kia là ông dọn ra bên kia. Sắp đây mà chủ đi à nó. Ừ. Gạch nhập quá. Ờ. 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 Là dọn dẹp và gạch vứt sang bên kia cô bác. Và là để sang bên kia. Dê bảo mày tiết ra mai gì? Ủa, cứ phải thả lời mà chứ. Tiết ra chỉ lòng mà lấy. Phải năng ta thả lời chỉ. Tiết năng ta mà? Ừ, tiết năng ta phải. Ô, bố cái nó kìa. Ông thì vừa bảo lên trận thôn bên kia là hình như là đi uống tí rượu về thôi cô bác. Văn này bóng nghỉ bực bóng chứ tầm mà. Văn này bóng phải chỉ lâu. Ờ. Văn này mình còn lại dần lâu lên đấy. À, có gì phun lên này này, ô, có tiền mà này bông mùi dừa, này bay, bút bay nào. Ồ, nó này bông nào bay à, nó này bông, nó này là cơ chín khâu chín lâu lại. À, này, bước ra về thăm má, thám đồ mấy chôn rồi gì, ở ba thám má mấy chôn cả núi là ba xị, ở ba bờ tô ạ. À, mấy chôn em à, cha em à. Thế, ôi, cái này mi chỉ sang được tay này mà nè. Ờ, ớ, đấy thôi. Ờ, mi ta. Ờ, mi mà. Ờ, mi ta. Nè. Ờ. Chắc mi một cơn thăm à, thằng Văn ở Văn tốt này ở Pro Tọc nữa. Ờ. Xa xì chết thông mà nè. Hả? Xong xì một thông lọc với nhà. Thám xe nè. Xa xì gọ. Ừ. Xa xì chết thông à. Xám xì nâng bắt xì thôi Pro thêm. Ừ, dây à. Nhưng mà thằng tiên này cơ. Quý nhà xong xì một thông nào. Ừ, với thằng tiên này cơ. Xa xì chết thông này đấy, quý nhà. Ừ. Xa xì chết thông. Xong xì một thông nào. Ừ, ừ, dây. Quý nhà nào à, quý nhà. Ừ, ừ. Xong xì một thông này. Xa xì. Mà này bóng lập nữa nhà này bóng chú chắt. Chứ họ chứ à phần lòng anh chốc bắn. Ừ, chơi rồi. Chứ phần lòng học bắn này. Ừ, chơi rồi. À. Ở đây xây 4 viên gạch lên để là làm một cái cột đấy. Nó to. Đấy. Xây 1, 2 này, 4 viên này. Đấy. Đà hàng này 2 viên, hàng này 2 viên là 4 viên. Nếu mà ở đây mình xây tường 20 thì là người ta xây loại tường như này ấy. À. Tường đâu nhỉ? Đấy, như này loại là tường 20, 2 viên này. Cái này là asa asa po po lưu sinh nạc của cho. Đó thì nó cánh tỏ nè. Hay là sang là tư lưu, sang là tư lưu hộ cho nè. Lưu hộ cho nè. Lưu hộ tải hộ, lưu tăng cho nè. Tăng, lưu tải hộ. Lưu tăng hộ cho nè. Ông vừa bảo gì á? Ông bảo là cái thằng này có chát. À, chát chứ, chát hết nhà chứ? Chắt hết nhà, chắt hết lò, không hở cho nó hở một tí nào cơ mà. Dạ, áp phẳng rồi, lưu tăng rồi. Áp phẳng rồi, lưu tôi xanh rồi.
Bạt xem nào, anh xem bạt này còn dư ra không? Nếu mà bạt này dư ra thì anh em mình cắt ra phủ luôn. Ôi bạt này thì còn dư ra nhiều này. À, sửa lấy cho anh con dao đi. Con dao đi. Bạt này thì còn dư nhiều cho nên là nó lực xé cắt thêm vào một chút nữa cô bác này. Thì ông thì bây giờ đang đi chiêm ngưỡng ngôi nhà. Sửa ra cắt ở kia nhá. Đấy. Này hốc tương đế nào ạ? À? Ừ, tương cái hốc nấm ạ. Tương dương nào? Hốc tương mì nọc tương dương nào đâu em? Hốc tương đế nào? Thì ông thì vừa rồi chắc là thắc mắc một chút cô bác. Ông nghĩ rằng chỉ có chắt là cái phần bên này thôi. Ở dưới kia thì không có chắt nữa. Thế lực cùng là nói cho ông nghe là chắt hết cả ngôi nhà. Đi xem lục tương lế lục tương ra cái lục bên này nào. Cái chỗ lên này là chi gì à? Cái không một nào lúc này cái này nó bị dơ. Lúc bên này chứ nó dơ nó. Cái phòng bên này thì hôm qua là các anh thợ cũng đã chắt xong hết rồi các bác này. Hiện tại thì chắt được một cái phòng ngủ thôi. Đấy còn ở phần ở dưới chân thì chưa có chắt. Ngày mai thì các anh thợ sẽ hoàn thiện nốt là chắt thêm cái phần này nữa. Và ở phần hoàn thiện cái khu công trình phụ nữa các bác này. Hốc bạc thú to lắng, thùng bạc thú lên này bên đây đây kìa. Hốc thùng bạc thú lên đây 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 à? Hốc đây cho nó nha. Hốc bạc thú lái hơi đi mi à. Hơi đi dùng. Một lưu một cân cắm liền lại. Đấy, ông cũng bảo cho Lực rằng là ông cho Lực làm thêm hai cái cửa sổ ở đây thì ông rất là thích này các bác này. Đấy, chỗ này thì hôm nọ là có vẻ như là xây hơi quá một chút, chắc hôm nào là phải dùng cái máy cắt để cắt đi. Đấy, bây giờ thì chắt ra cái phần là không cửa sổ nó chắt xong hết thì đến lúc đấy thì cháu Lực sẽ gọi đội thợ cơ khí mà làm cửa các bác, người ta sẽ lên đo tất cả mà lấy mọi số liệu đủ mấy cái rồi người ta sẽ lên làm cho Lực. Hôm trước thì có vẻ như là một bao sinh trong bao xi trong cái quá trình mà anh em cháu Lực chở từ bên kia sang thì bao này có vẻ như bị ướt, bị hơi ướt một chút của bác này, có những chỗ thì nó đã bị chết. Cháu Lực cũng rất là mong tất cả các ông bà, các chú anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực. Có vẻ như là hôm đấy vận chuyển vật liệu thì hơi sơ suất một chút của bác. Cái này thì chết một tí rồi. Nhưng mà nó không chết chết hẳn này. Nếu mà đây này mình đập đập ra thì đây mới còn dùng được này, mình vẫn còn trộn dùng được. Đấy, nó chưa chết hẳn. Cái này thì máy nứa mà mình tận dụng lại để mình làm cái phần láng này. Mình cho xuống cho mình giá sau. Đấy. Này đưa chú thao điều này phải tầm tổ hư chú thao này nè. Ở phần bên mái hiên này thì phải tầm độ tầm 2 tuần thì mới tháo được ra cô bác này. Cho nó chắc đi mới tháo được. Hiện tại là cái phần ngôi nhà của ba ông cháu thì phải nói là hoàn thiện gần đến 70% rồi cô bác này. 70-80% rồi. Đang sâu ngôi nhà của ba ông cháu thì sau này sẽ làm thêm một cái ránh mà chạy hết xung quanh nhà nó luôn. Ở phần là cái kèo bên trên này có bác này thì cháu Lực cũng lựa chọn kèo mà phải nói là rất là to có bác này. To hình như là bằng luôn một cái viên gạch có bác nhá. Bằng luôn một cái viên gạch để cháu Lực làm cái phần mái. Cái phần mái của nó. Hồi trước kia thì cháu Lực cũng được một số cô bác anh chị khán giả nói là sẽ làm thêm ở đây một cái máy, một cái phần là thu hồi nữa, thu hồi bằng xi đấy. Lúc đấy thì cháu Lực đã lấy xi vào, lấy sắt vào rồi, cho nên là cháu Lực không có làm theo được như vậy nữa. Nhưng mà như vậy thì cháu Lực cũng thấy rất là nhiều các bác anh chị ở trên kênh nói là cũng đã ok rồi và rất là đẹp rồi. Đấy, những cái chỗ mà dùng cái mũi hàn hay là những cái chỗ cắt cho các bác nhá, cháu Lực đều mua cái xi về sơn hết này. Đấy, sơn hết hầu như là không nhìn thấy những cái một cái vết hàn nào luôn. Cắt xong chưa? Dưới nhà có bạt đây một tí nữa thì em xử lấy bạt ở dưới nhà lên giải cho nên là cháu Lực sẽ không có cắt ở đây nữa cô bác. Hôm nọ thì các anh thợ là trong lúc quá trình nấu cơm cô bác làm đây có đây bé quá cũng tạm được mà che được mà không tí thiếu bao nhiêu thì mình lấy sau. Các anh thợ trong quá trình mà nấu cơm cô bác do là cắm cái nồi cơm cái nồi canh ở đây xong là có gió vào đấy thổi cho nên là cháy luôn một cái góc ở đây không. Còn là rất là may đấy, chứ không là cháy hết cả cái khu lá của các anh, xong là cháy quần áo của các anh nữa thì phải nói là rất là tội cho các anh. Các anh thợ thì đi làm thì phải nói là cháu Lực khoán cho các anh rồi thì các anh vẫn có trách nhiệm để mà làm thôi. Nhưng mà trong quá trình mà thời gian mà anh em làm thì cháu Lực cũng cảm nhận được ra
nghe cảm nhận được rằng là anh em thợ làm rất là có trách nhiệm với ngôi nhà của bác ạ. Tao mi tao dẫn đi cho mấy gì? Chỉ là mi phải lên Tao dẫn đi phần lâu chưa nào? chạy Ông thì có vẻ như là rất là vui của bác ạ khi mà thấy ngôi nhà của mình dần hoàn thiện thôi. Ở đây thì cái phần mái chữ A này của bác này, hôm trước nếu mà không có sự đóng góp của bác Kim Hoàng ấy thì thật sự ra cháu được cũng không có ngờ rằng là làm một cái mái chữ A như này thì nó lại đẹp đến là như vậy các bác. Thì nó lại nhìn cái ngôi nhà của nó cảm thấy như là nó thẩm mỹ hơn một chút các bác, cho nên không có dám từng bóc lên nhiều rằng là ngôi nhà của mình đã làm thêm một cái chữ A như vậy thì nó sẽ rất là đẹp, khỏi nói là đẹp luôn, nhưng mà nó cũng thẩm mỹ hơn các bác. À, sau này khi mà chắt xong mọi cái thì ngôi nhà mới gọi là lộ hết, bộc lộ hết những cái vẻ đẹp của ngôi nhà của bác. Này phụ nữ mông là Này ở và polo mua cái lưới tao đang phay đi chung của mèo sao ừ đậu và lông bay mua cái lưới mèo nào à ừ phá sự chứ thông lộ đàn hóc thì tối thằng tiên rồi ừ à ừ tiên rồi bây giờ phá sự sẽ để thông một ừ làm tao đôi răng còn là còn tàu ở khấn trước đây ừ đây ở đây phá phá sự trên cái phần mà sang cửa ấy các bác, sang cửa hay sang cửa sổ mọi cái thì đều các anh đều để đổ cái lăng tô hết ở trên này các bác nhá. Lăng tô này thì trong đó thì các anh để là ba thanh sắt dài. Ăn bếp về đây plư các bộ càng các bộ hẹp mấy gì bếp à ăn bếp về đây các bộ hẹp bếp lấy cái càng nó nó xin là này hóp bạc tú mà thằng em này nên lên đàn thành đàn nhá vệ sinh cái càng cả đấy là nên tàu ngăn thằng em lên phải chưa nhà vệ sinh ấy chút bảy bà lớp bảy chút bảy con tọt ta đấy chứ mày đấy này quá chụp chụp phai ra chụp ra chờ đã phai nè lên bên này có bộ hẹp mới nổ bên này có bộ ưn mấy nó đó đang phai này khuôn này mình nữa nữa hả sao e là đi tụi bắn nó tụi test ở bên này như mày nè test nào yếu test nào yếu thì mình đấy mày tết này qua tầm húp eo về này này tám con hai nằng thì nào phay thoải mái à đấy nào phay à thôi phải nít thế nữa Không ra gì này này à tè à một chơi nào một chơi nào à, một chơi ừ, một chơi nào quay chơi chơi cái này một chơi nào cái này chơi chơi mặc kệ chơi à chơi chơi làm sai chơi à làm sai nó xin bóng lạc mà tốt nữa nữa à quay chơi như như chơi cái này ừ. Mà cái anh này đấy, cái bà đấy có bộ thiếu lại à? Thì trước mà mình lạc mà yếu thằng này thọ tù à? Xây thì nó bắt thằng này thọ tù à? Này. Bà này xây thằng này chứ, thằng này bắt thọ đấy mới. Cái này đi là mình làm sai rồi nè, vẫn nên hoạt về đến bài ở ba xử tớ luôn, nên luôn nè. Hiện tại thì cái phần bếp này của bác này còn rất là nhiều cát này. Chỗ này thì chắc cháu lực nghĩ là còn tầm độ 4 đến 5 khối nữa. Nhưng mà đến lúc mà mình hoàn thiện cái phần chắt rồi, mình đi vào mình làm nền thì chắc là không có bao nhiêu nữa. Đấy, ở phía trước mặt của cháu Lực đang đứng này thì sau này sẽ làm xử theo xử là muốn xử muốn làm cái chỗ mà nấu nấu cơm ở bên, nấu bếp ga là ở bên này hay là bên này? Bên này là để rửa bát nhá. À đây, bếp ga là sẽ từ bên kia sang nhá. Còn là bên này đi thì anh sẽ làm một cái bồn rửa bát đây nhá. Rửa bát từ đây đi nhá. Đấy ở đây thì có một cái cửa sổ mà đi ra ngoài đâu các bác. Tại ở phần cái nhà bếp thì cháu Lực sẽ làm một cái ô thoáng ở trên này này. Trên này phần cánh cửa sổ này các bác này. Trước kia mà cháu Lực nếu mà không có được sự đóng góp của tất cả các bác anh chị Mạnh Thường Quân thì cháu Lực làm một cái cửa từ bên bên này vào này các bác này. Đấy, từ bên này vào. Thì cháu Lực sẽ làm là cái chỗ mà nấu cơm là ở bên kia, rửa bát là bên này, nhưng mà bây giờ
ở phần bên kia thì có cái cửa như vậy thì cháu Lực sẽ không có làm được cái phần rửa bát ở bên đây nữa, thì cháu Lực sẽ chuyển ra bên này. Hay chuyển ra bên này thì nó cũng tiện cho các em cả, nó cũng không có thay đổi đi đâu cả các bác. Sau này ở đây thì còn làm thêm một cái bàn, bàn đấy phải còn phải đổ bê tông cho sát vào nữa đấy. Thì lúc đấy là mình cho bếp ga vào nó sẽ không có bị sập. Đấy, để lâu ngày sẽ không bị sập ấy. Đấy, còn ở phần phía mái ở trên này thì cháu Lực ở video trước thì cháu Lực cũng đã nói rồi. Cái phần này thì cháu Lực sẽ đi lấy cái cây sao mộc về cô bác này, cây sao mộc để mà mình làm xong mình đóng pro xuống, mình khoan pro xuống. Đấy, phần ở bên này thì cháu Lực sẽ không có lựa chọn là cái tôn chống nắng này nữa, tại vì là cái phần này khoản này thì hầu như là cái công trình phụ nào thì người ta không có lập tôn bằng cái tấm tôn chống nắng cả, đều làm bằng pro thôi trên vùng cao này cô bác. Ở đây còn mấy vỏ bao đây, à thôi cái vỏ bao này thì mình để lại đi để cho các anh lót ở dưới phần chân này này. Đấy, ở đây khi mà cháu Lực ưng nhất trong tất cả mọi thứ anh em đội thợ này làm là lúc mà cháu Lực nhìn thấy các anh xay lên ở trên này cô bác này, xay lên thì các anh đều là dùng cái tấm vỏ bao xi măng này các anh để xuống. Thì cái phần vữa ở trên này xay xuống nó sẽ lại rơi xuống kia, thì các anh sẽ lại thu gom vào đấy xong lại để lên xay. Đấy là cái điều mà cháu Lực rất là thích anh em đội thợ làm những cái điều này cô bác. Khi mà nếu mà cháu Lực lên nhìn thấy anh em đội thợ mà không có làm như vậy thì sự ra đều nói thì để mà ưng thì cháu Lực cũng không có ưng cho là lắm. Đây. Cửa như này thì thoải mái chưa? Cửa này thì thoải mái nhá. Cao thoải mái nhỉ? Đấy, cửa như này thì nó cũng không quá là thấp mấy, nó không quá là cao đâu các bác. Thử có muốn ngắm nhà mình từ trên cao xuống không? Có ạ. Thế lên trên này. Anh em lên trên này. Cho Sử ngắm nhà mình từ trên cao xuống một tí. Sử đã nhìn thấy nhà mình từ trên cao xuống chưa? Chưa. Chưa có một lần là anh, đợt đấy là anh lên nhà cũ đấy nhỉ? Vâng. Đợt đấy là đang nào nền đấy, đang làm gì đấy nhỉ? Không nhớ. Không nhớ rồi à? Ui, lâu rồi nhỉ? Vâng. Có anh cầm đấy. Lắp pin vào thì nó mới bay được. Vâng. Này mà ăn chân trâu được không? Được đấy. Được á? Nhưng mà chắc trâu sợ đấy nhỉ? Nhưng mà nếu hôm nào mà trời sương mù nhiều quá là nó không bay được đâu. Nó phải hôm nào không có sương mù cơ. Đấy, nhìn từ trên cao xuống rộng vết nhỉ? Vâng. Xuống lên cao đó. Home point updated. Đấy, cho xem máy chữ A đằng trước nhá. Đấy, bây giờ thì cái bếp lò này thì cũng đã được dần xong rồi cô bác này, và cả cái công trình phụ nữa. Nhưng bây giờ thì xây xong thì mới nhìn thấy là cái phòng cái khu nhà bếp này cô bác rất là rộng luôn. Nhà trên này là nhà ca à? Vâng.
xung quanh này có cây một chút thôi nhỉ? Vâng. Chứ không là chỗ này, chỗ đằng sau cái phòng ngủ nó không bị khuất đâu ấy. Bây giờ anh cho nó, bây giờ cho nó nhìn từ xa vào nhá. Đó, giờ nhìn thấy chữ A một tí đấy. Rồi anh em mình đi xem hải một tí nhỉ. Hải đang chăn trâu dưới đúng không? Ồ, nhìn từ xa vào đây. Cái ngôi nhà khác hẳn với ngôi nhà xung quanh không? Có. Một màu tôn khác hẳn luôn nhỉ? Vâng. Xung quanh thì người ta hoàn toàn là được làm bằng nhà gỗ cả cô bác. Còn nhà em Sử thì tất cả mọi cái thì đều làm từ bê tông, gạch, sắt rồi. Đi xem Hải tí nào. Xem Hải đang chân trâu ở đâu. Ô, ruộng, à, lê ruộng là Sử đúng không? Vâng. Anh tưởng cày đó. Đấy, nhà cũ của Hải đấy. Ô Hải, cháu đi về sao rồi? Không thấy rồi chứ mà. Đợi cháu đi về. À kìa kìa kìa. Kìa, thấy rồi. Thấy Hải rồi. À, đang đuổi cháu đi về đấy. Đấy, ruộng của nhà em Sử thì phải nói là ruộng bè bè tí thôi các bác. Ở trên vùng cao này thì không có ruộng nhà ai to cả. À, anh em xem Hải. À, Hải đang đội một cái ô rồi. Đây một con trâu. Đây một con trâu có mình kìa. Ừ, hai con. Hai con, thấy hai con chưa? Đây. Anh em mày đi xem Hải nào. Hải chưa nhìn nó ấy nhỉ? Vâng. À, anh nhìn rồi, nhìn rồi, nhìn rồi. À, anh Hải đang nhìn rồi. À. À. Thấy ở đây, dùng được tí này. À. Ô, Hải cầm điện thoại à? Vâng. Thấy một con trâu này. Một trâu ở bên kia nữa. À đây, trâu trâu nhìn thấy không? Đây, Hải thì đi học về cô bác này. Thì chỉ toàn cầm theo cái ô đi theo trâu nữa thôi. Đi xem trâu, đi chăn trâu thôi. Anh Sử thì lớn hơn thì làm việc lớn hơn. Rồi, thử xem nào. À... Ô, Hải không biết vẫy tay chào nhỉ? À, vẫy tay rồi, vẫy tay. Vẫy tay. Vẫy tay rồi. Đây, vẫy tay rồi đấy. Thôi, Hải vẫy tay rồi cho về, mình về đi nhỉ? Đấy. Đấy. Hải thì phải nói là một cái cậu bé mà cũng rất là chịu khó đấy cô bác này. Hải thì rất là thương Sử luôn đấy nhỉ? Đấy, cháu to kìa. Có bao giờ em đi ngủ cùng không? Ngủ cùng không? Có. À, ngủ cùng à? Vâng. Ngủ cùng suốt à? Vâng. À. Wow, giờ thì phải thôi. À, vẫn đang nhìn nữa. Rồi, rất trâu à? Trâu không đi à nhỉ? Vâng. À nhá, vẫn nhìn kìa. Ừ, xem em Hải Hải em làm gì nào. Hãy đi đấy, cháu đi. Cháu có vẻ không đi nhỉ? Vâng. Mình sẽ hộ em Hải là đuổi cháu tí nữa. Đấy, Hải đi chân cháu là đeo theo một đôi ủng này, một cái ô này. Hải không lạnh hay sao nhỉ? Vâng. Ồ, Hải không lạnh à Hải ơi.
Ồ, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Đi rồi, đi rồi. Tại nhà cũ của Hải sử với ông của bác thì tất cả đều hoàn toàn là làm mà bằng gỗ hết thôi. Anh ngôi nhà này thì bây giờ có vẻ như là nhìn từ trên cao xuống thì có vẻ như là một ngôi nhà mà khá là to đúng không cô bác? Nhưng mà nếu mà mình đi vào trong nhà của các em thì phải nói là một cái ngôi nhà ở bên trong thì cũng rất là hẹp hòi, cũng chẳng có món đồ gì đắt giá cả, cũng rất là đơn sơ. Ôi nhà chú làm gì phơi nhiều cây đấy? Để tôi làm vắng. Để làm ván à? Vâng. Nhà chú của sử thì cũng chuẩn bị làm thêm nhà rồi. À, trên đây có một bạn nào đây? Hôm nay thì cùng Hải là mang, hôm nay là cùng Sử là mang flycam gọi là quẩy hết trên cái khu nhà của Sử luôn nha. Có đi qua chưa? Vâng. Qua rồi. Đây đúng không? Đây là ai đây? Đây có dây điện đấy nhỉ? Đây có nhiều dây điện đấy. Đây, đây là ai đây? Trên kia. Ba trên à? Mấy con trồng rau cải nhiều nhỉ? Đây có dây điện nhiều đấy. Cái điện là mình phải né né đi. À đây có một chú này. À đây. Tí tí sợ là có mang đá ném luôn nhỉ. Vâng. À đây có một dây điện này. Thay đấy. Ông đấy. Ông à? Đây là ông à? Tay chị ở đấy. Chạy ơi chạy ơi. Chạy ơi chạy ơi chạy ơi chạy ơi chạy ơi. Sợ sợ. Ôi trên này nhiều gà hết nhà sư nhỉ. Đây này. Nhiều bạn trẻ con hết. Ôi nhà, người ta trồng nhiều rau cải nhỉ. Đấy, thôi mình cho về nhá. Đấy, bây giờ nhìn thấy nhà của à? Nhà của Sử đấy. Đấy, nhà của Sử đây. Đây thì theo em nhận xét cái ngôi nhà của mình thì là cái ngôi nhà như nào? Hả? Và theo em nhận xét thì cái ngôi nhà của mình so với mấy ngôi nhà ở đây thì ngôi nhà ngôi nhà thế nào? Đẹp đấy. Đẹp à? Vâng. Đấy, bây giờ thì hôm nay gọi là Sử là dùng con flycam này gọi là đại náo ở xóm ở cái khu mà của Sử đấy nhở? Vâng. Đấy, công việc của mấy anh em thợ hôm nay thì làm những công việc gì cháu Lực cũng đã cập nhật lên cho tất cả cô bác anh chị cùng biết rồi. Đấy, em Sử thì ở nhà thì em cũng có là chịu khó là đi dọn dẹp xung quanh nhà của mình cho nó gọn gàng, làm cho nó gọn gàng nhất có thể cô bác này. Đấy, bây giờ thì có thể nói là khi mà mình đang chuẩn bị dần hoàn thiện vào nhà thì có rất là nhiều những cái vỏ bao xi măng này, có những vỏ bao mà hôm nọ cháu Lực mua lên cho mấy anh em thợ, cho mấy anh em chở cát này cũng như là chở gạch này, cho nên là bây giờ còn là sót và vứt lại rất là nhiều. Nhưng cái bao này thì mình nhìn thấy nhiều quá thì mình có thể là nhặt gom nó và đốt đi nhá. Vâng. Hãy đốt như hôm nay nhá. Vâng. Nhưng mà đốt như này thì em tránh những cái chỗ nào mà không có những cái cỏ nó rơm nhiều nhá, Vâng. cỏ khô ấy nhá. Đấy, và tiếp theo nữa thì đừng có đốt ra ở gần cái chỗ dây điện bên kia nhá. Đấy, không là nó cháy to lên là nó bị nó hiểu nó đốt như cả cái dây điện nhiệt nó cao quá ấy.
nó đốt lên cả cái dây điện, mà dây điện nó bị hở là lúc đến lúc đấy là mưa về là có thể là nó giật đấy nhá. Thế còn là cái thước phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Có lẽ là cháu Lực với em Sử sẽ kết thúc cái thước phim ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào các bác anh chị. Cháu Sử chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị.